Đây, xin chào tất cả các anh chị em nha. Hôm nay em xin chia sẻ nhiều vấn đề về việc trước đây cũng có hứa mấy video mà nói là cạo gió này kia, nhưng mà trong cái thời gian cạo thì nó mất rất là nhiều thời gian, cũng cũng lâu nữa. Thì cơ bản là cạo gió thì cũng dễ rồi. Thì em sẽ chia sẻ vấn đề và cạo gió thêm xíu, cũng như là cái việc mà xoay quanh trong cuộc sống chúng ta. Hôm nay là video tâm sự, coi như là video tâm sự các anh chị em mình nha. Đấy, hôm nay em khoe ngực tiếp, hôm nay ngực lép rồi. Đấy, các anh chị em thấy không? Đó, thì mấy cái điểm mà em đã chia sẻ rồi trước đây rồi. Em cũng vẫn cạo mấy cái chỗ đó thôi. Nó cũng không có khác gì hết á. Nó bầm luôn rồi. Đó. Mới đầu á, em cạo con đường này thôi. Và bên đây nó như cái hình mà các anh chị em thấy anh chụp ở đây nè, đường này, và em cạo dưới đây mà em không có chụp dưới phần này, thì nó vẫn còn mệt, nó vẫn còn nặng cái đầu mà muốn có triệu chứng sốt lại. Em thấy nó không ổn nên em cạo thêm, trên này em cũng thấy hơi hơi mệt cái lồng ngực. Mà cái lần này nó bị á, là nó không có cái biểu hiện đơ cổ. Thì nói chung là khi mà chúng ta có cái triệu chứng sốt á, là chắc chắn một điều á, nếu mà do chúng ta cảm á nha, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có gió. Thành ra là các anh chị em nên cạo một đường này test thử ha, không chết đâu. Cạo một đường chắc chắn là sẽ không chết, ai nói cạo gió chết thì em chịu, em bồi thường cho. Nó đùa thôi chứ cạo một đường không thể nào chết được các anh chị em nha. Cạo một đường ở đây thôi, chúng ta cạo nếu mà trúng gió nặng á, là nó cạo ở đây là có gió liền đó. Và cạo ở cái phần trên này nó giống như em nè, nó nằm nằm trong cái hốc, nếu ra đau bụng thì cạo như này. Thì nói chung vòng vòng nó cũng có nhiêu đó thôi à. Mà thường thường em để ý thức khuya mà ăn uống không đủ nè, làm việc quá sức, rồi ngủ ban ngày ngủ bù, rồi ngủ 2-3 giấc thì trước sau thì cũng bị thôi đó. Nhất là mấy anh chị em mà làm bách hóa xanh mà chắc chắn là sẽ bị gió thường xuyên đó, như các anh chị em thấy nè. Cái đầu em tự em hớt, cái đầu em tự em cắt, nhìn cũng thấy gớm mà. Em cắt cao lên không tiện sâu cho các anh chị em mình thấy, cũng không đẹp lắm. Mà đỡ cái là đỡ phải đi cắt, với lại ở nhà không có việc gì làm, nghiên cứu này kia thôi, thành ra là cũng không có quan trọng về thẩm mỹ. Hồi xưa em cũng mua cái kéo, rồi kéo tỉa. Hồi xưa cũng mua cái kéo đó để tự cắt, nhờ bạn cắt giùm. Đấy, thì em cũng có giật gió nè, giật gió ở cổ nè, nhưng mà giật rồi mà cái lúc giật mà thấy nó vẫn còn mệt, do chưa có cạo cái phần ngực trên này vẫn còn mệt, thành ra là em quyết định em cạo cho tới luôn. Tại trước giờ làm bách hóa xanh là mệt đó, là em thường cạo gió mà, thường cạo gió là chính, hầu như là cạo mệt là 80%, 80-90% là cạo gió không đó. Thì chia sẻ luôn các anh chị em á, thì cuộc đời thì nó cũng có nhiều cái éo le, cũng như có nhiều cái bài học hay để mình áp dụng cho cuộc sống. Thì em thì cũng rất là thích mấy món đồ kỷ niệm ha, mấy món đồ kỷ niệm, ví dụ kỷ vật này kia, ai đó cho tặng này kia, quý mến là mình giữ rất là lâu, rất là bền đó. Giống như là cái xin lỗi các anh chị em trước nha, cái này cũng không có gì quá đáng lắm. Đây là cái quần. Trong đời em chưa bao giờ mặc cái quần này. Hồi trước đó nha, hồi trước mà còn trẻ hơn thiếu niên á, người ta không bao giờ mặc cái màu mà nổi như thế này. Nhưng mà khi mà có một huynh đệ tặng á, là em đã mặc tới nay là cũng 6 năm mà. 6 năm mà hai cái. Hai cái em giữ tới giờ mà vẫn còn đang mặc. Đúng rồi, công nhận là giải tốt. Giải tốt và chất liệu bền. Nói chung là rất mến mộ cũng như là huynh đệ, giàu sinh ra tử. Nói vậy hơi quá nhưng mà cũng cũng gần gần như vậy. Rồi chia sẻ luôn các anh chị em luôn là đôi dép em nè. Đấy, cũng gần 6 năm mà không may là bị đứt rồi.
bị đứt ngay phần này, vẫn còn mang, cũng là 6 năm mà. Có nhiều cái món quà ý nghĩa, có những món quà tinh thần là giữ mãi trong tâm mà không thể nào quên được. Thì có nhiều chuyện để nói. Thì cái lúc thời qua sốt á, em cũng bày đặt ra sau vườn, video đó quay rồi nhưng mà không đăng, tại vì đào kiếm mấy con dung kiếm hoài không thấy, còn mấy con nhỏ nhỏ bằng cái tâm mà. Nhỏ quá thành ra là thôi để cho nó sống, cũng lỡ đào chúng em đứt mình đôi. Chịu thôi chứ mình cũng không muốn vậy, không có ý. Rồi đào tìm dung bự mà không thấy, chắc đất phía sau chắc em phải đào sâu mới được, đất nó nhìn tốt, tại vì em trước giờ không có xịt thuốc, không có phân hóa chất này kia, thành ra là đất nhìn rất là tốt, thành ra quay cái vườn phía sau như tùm như cái rừng cho các anh em chị em mình thấy là đất đó, cái phần trống phía sau nhà em trống được khoảng nhỏ trồng. Thì em có đăng video rồi mà chưa up lại cái phần mà em tỉa mấy cái nhánh cây mật gấu này, em tỉa em cắm làm cái hàng rào, tại vì có người họ đi thẳng từ phía sau nó thẳng vô cái vườn em, dẫm ba cái cây nó chết cũng mấy cây đó, thành ra là em cắm cây mật gấu mà thấy nó mạnh, tại vì các anh chị em cũng thấy rồi đó, em chia sẻ rồi đó, là mật gấu nó phát triển rất là mạnh, thành ra nếu mà đã trồng mà có ý định giống như là trồng để mà cho nó phát triển lớn thì nên trồng, còn nếu mà các anh chị em gia đình mình trồng mà muốn trồng những cây khác nữa đó, xen kẽ đó, thì không khuyến khích trồng nhiều, tại nó lan rất là mạnh, cái diện tích nó cũng như là cái sức sống nó mãnh liệt lắm đấy. Thì em cũng trồng lên được hết cũng chắc cũng 4 5 cây gì đó, mật gấu. Thì mật gấu thì rất là dễ rồi, em cắm hồi xưa em nói bằng cây đũa thôi, em xin của ông chú bên cầu lãnh á, cây đũa thôi về cắm là lên luôn. Em chiết thêm mấy cái nhánh bạch hoa xà. Hồi xưa em tưởng chết luôn, mất giống luôn rồi, mà sao tự nhiên sau này về về cái em thấy tự nhiên nó phát triển, may may sau còn gốc còn rễ gì nó phát triển lên rồi, cái em tranh thủ em chiết nhánh trong cái thời điểm mưa này nè, lên cũng được 4 cây 5 cây gì đó. Thì cũng có cây để mà phát triển thì cũng mừng, tại vì nhiều khi lúc mình cần nó họ kiếm không ra, kiếm giống cũng không có, rồi ví dụ có người ta cần người ta xin nó thì mình cũng có cái để cho, thì nó có cái để cho thì em có mấy cây từ bi á, từ bi đợt này trồng rất là nhiều, nguyên cái hàng rào bên hông nhà em luôn là đó. Thì mấy cái video trước thì em cũng quay rồi cho các anh chị em thấy á, là từ bi nó phát triển rất là mạnh, nó giống như dạng cây trà vậy, mà không biết nó thuộc họ trà hay không mà em không biết, nhưng mà uống rất là ngon. Em cũng đang test chính cơ thể của em là em uống nè, em uống cái nó đó đóng bệnh luôn nè, thì cũng 3 4 bữa thì em rửa cái can lần, tại vì em đổ vô liên tục rồi. Em lấy một nấm cũng hơi bị nhiều nha, nó tính theo lá là chắc trên 20 lá, 20 30 lá gì đó. Tùy theo cái lá bự lá nhỏ, có lá em hái cũng bằng 2 ngón tay, con danh con út nè, hoặc là có lá lớn thiệt lớn thì cũng bằng 2 ngón giữa ngón trỏ. Rồi thì thấy cái cây từ bi nó phát triển mạnh, nó dễ sống, và em cũng chia sẻ cái ý tưởng luôn, nếu mà các anh chị em cô bác nào mà chúng ta muốn kinh doanh thì chúng ta thử đầu tư cái từ bi này coi, rồi có thể sản xuất được trà hay không. Tại vì sao? Tại vì em uống đó, em thấy nó uống tươi đó nha, cái lá nó uống nó giống cái vị trà mà nó ngon nữa, nó thanh, nói chung là khó tả lắm. Nếu mà các anh chị em có thử uống lần thử giống em ha, một bình lít 8, bình nước lít 8 2 lít gì đó,
Thì các anh chị em cũng lấy khoảng chừng 20 tới 30 lá. Nói chung mà tính là 100 gram trở lên đi, 100, 150 gram, 80 tới 150, trong khoảng đó tùy theo các anh chị em muốn uống theo kiểu nào, đặc hay là loãng. Nói chung là em khuyến khích là uống đặc trước. Đặc là ví dụ chúng ta pha một bình, trước sau thì cũng đun một bình nước thì thôi bỏ lá vô đó luôn, hoặc là các anh chị em có thể để riêng cũng được. Thì chúng ta bỏ khoảng chừng 20-30 lá gì vô, đợi cho khoảng nửa tiếng, tiếng càng tốt, nhưng mà nửa tiếng là uống được rồi, tại nó cũng ra nước rồi. Rồi chúng ta lấy nó uống. Các anh chị em là muốn ngon hoặc là khẩu vị thèm ngọt có thì chúng ta bỏ đường vào. Bỏ đường vào thì cái vị nó ngọt ngọt, nó cũng hơi lạ, thì em uống thấy nó ngon. Cũng như là uống cảm giác cái vị cây từ bi mình uống đó, cái vị nó mát của mình, nó khó tả, nó rất là khó tả. Chúng ta uống uống mà uống dạng đặc đó, khó tả. Em biết uống cái dạng lạnh này như nước lạnh như thế nào nha, ví dụ chúng ta pha đá này kia không biết như thế nào, nhưng mà em uống là uống nóng cũng thấy rất là mát, uống vô là cảm thấy nó dễ chịu trong người liền. Thì chia sẻ luôn các anh chị em cô bác đó, là chúng ta thử đầu tư cây từ bi, chúng ta nghiên cứu chúng ta làm trà uống coi như thế nào. Thì em uống cũng 2 tháng nay rồi, rất là ok, cũng chưa có thấy cái biểu hiện gì nó trổ ra là nó giống như là tác dụng phụ. Một ngày là em uống cũng 2-3 lít nước chứ không ít. Thì cũng chia sẻ với các anh chị em mà trước đây là em chia sẻ cái vụ nước, uống nước là nhiều rồi. Thì tùy vào cơ địa cũng như là cái chế độ luyện tập của chúng ta mà chúng ta uống. Mà thường là em khuyến khích là 400 ml nước đối với cân nặng 10 kg thì chúng ta nhân lên. Thì đó. Thì các anh chị em chúng ta tùy vào cái nhu cầu, chứ không phải em nói gì là chúng ta cứ cứ, cứ đúng vậy là chúng ta uống, cũng không phải. Thì lúc có nhiều người họ họ luyện tập cần nhiều cái lượng nước thì chúng ta uống nhiều hơn, và chúng ta nên uống từ từ. Thì tất nhiên á, cái việc mà uống nước đó thì không lẽ em chỉ thì nó kỳ. Chia sẻ thì cũng là một cái tính nói chung thôi, chứ không thể nào mà khẳng định được 100% là tuyệt đối. Thì tùy vào các anh chị em cũng như là chúng ta tự ngẫm, chúng ta tự hình dung ra là cái lượng nước đó, là khi mà chúng ta uống vào nhiều thì nó như thế nào, và uống liên tục nó như thế nào, và uống các khoảng thì nó sẽ như thế nào. Tại vì xưa giờ không ai mà nói là uống nước nhiều mà chết hết á. Thành ra là các anh chị em mình á thì cứ uống bình thường thôi, nhưng mà em không khuyến khích là uống uống vội vã. Giống như lúc làm mệt thì chúng ta nên nghỉ ngơi xíu rồi chúng ta uống, hoặc là uống uống ít thôi, uống đừng ngậm thôi. Còn cái việc mà chúng ta nói là uống uống nhiều mà ảnh hưởng tới sức khỏe hay là như thế nào đó là cái chuyện xa vời. Tại vì cái việc đó nó không có xảy ra liền, thành ra chúng ta không thể đánh giá được. Có những việc đó nó không thể xảy ra liền, thành ra kết quả chúng ta cho về hoặc là chia sẻ thì nó sẽ không có cái hiệu quả cao. Thành ra anh chia sẻ chung chung thôi, tùy vào quan điểm của mỗi người đó. Rồi cái việc nữa là em chia sẻ về cái cũng dung đất địa long. Thì gần đây em chia sẻ khá là nhiều bài, cũng mong là anh chị em xem là thấy tính năng diệu dụng, ly diệu, tính năng phải nói là thần dược ha. Đó. Thì của địa long nó như thế nào để chúng ta áp dụng test thử trên cơ thể, cũng như là xưa ông bà ta, tổ tiên ta là cũng có dùng địa long rồi, có nghĩa là con dung đất đó. Mấy bây giờ trước thì em chỉ nói sơ sơ thôi, tại vì ngại ngại là do sợ các anh chị em nói này kia, thành ra là ngại chia sẻ. Mà dạo gần đây là em thấy cái tình hình của nước mình nó chưa có được như ý muốn, thành ra là nói chung là em phải né né cái từ đó, không ngồi làm đi bị đánh cái video này không cho nói. Rồi thành ra là cái việc mà chia sẻ đó cũng cũng có một phần yếu tố quan trọng. Tại vì hồi xưa các anh chiến sĩ bộ đội ta đó, mà đi trong rừng mà bị sốt rét rừng đó, thì chúng ta dùng dung đất đó, chúng ta dùng nó như là một cái thực phẩm chức năng, cũng như là cái việc mà chữa bệnh thay thế cho những cái phương thuốc mà chúng ta đang bị thiếu thốn trong cái thời kỳ chiến tranh.
Đó thì anh chia sẻ luôn để chúng ta nắm bắt rõ, cũng như là chúng ta không có bị lầm tin, hay là chúng ta bị cái điều gì đó tác động mà chúng ta bị ảnh hưởng tới tâm lý. Cái việc mà chúng ta mà sát sanh đó, thì em cũng đã nói nhiều rồi, và có những bài viết đó, em nói hơi bị sốc. Tại sao? Tại vì cái việc mà sinh tử cũng như là cái việc luân hồi đó, là nếu mà nói thật ra thì các anh em chị em nào cô bác cũng hiểu đơn giản một điều thôi, là không bao giờ mà chúng ta phá vỡ được, như là chúng ta phá bỏ được cái việc mà thiện ác trong cuộc sống, cũng như là chúng ta muốn làm điều thiện nó tốt hơn thì nó sẽ dần tốt hơn thôi, chứ không thể nào mà chúng ta diệt triệt để được cái điều ác, không thể nào các anh em mình nha, không thể nào các anh chị em cô bác nha. Em nói ra thì không phải là nói theo cái kiểu mà nó xúc phạm tôn giáo hay là nó phỉ báng, cái này là nói lên sự thật, và cũng như là dựa trên cái quan điểm sự thật này các anh chị em cô bác mình xem một khía cạnh khác của cái triết lý sống để chúng ta thấy được cái quan điểm nó như thế nào. Thì đó em nói ví dụ luôn là cái thời của Đức Phật Thích Ca, vị bổn sư Thích Ca Mâu Ni, ngài chứng ngộ cao siêu hoặc là vĩ đại, công hạnh của người là không thể nào bàn cãi, cũng như là chúng ta đánh giá những cái điều nào đó mà nó sai lệch về người, cái điều đó là không thể phủ nhận, cũng như là quốc tế cũng đã công nhận cái ngày của Phật giáo là cái ngày của quốc tế. Đó thì cái thời Đức Phật ngài chứng đạo cao tột như vậy mà vẫn còn những cái điều ác, thì làm sao mà chúng ta người phàm như bây giờ mà chúng ta có thể cải tà quy chánh, hay là chúng ta làm được cho những người ác á, cái tâm ác họ hoàn lương, họ sống thiện được, nói chung là một phần nào đó thôi. Thì chúng ta có duyên như thế nào và chúng ta tạo duyên như thế nào, ân nghĩa như thế nào, thì chúng ta mới cảm hóa được họ, chứ không thể nào mà chúng ta có thể cảm hóa được tất cả. Thành ra là các anh chị em cô bác á, thì chúng ta cũng nên nhớ một điều, điều ác không thể nào mà chấm dứt hoặc là nó biến mất được vĩnh viễn. Cũng như là anh chia sẻ thêm về vấn đề khía cạnh về khoa học, nói chung là người phàm mà bàn mấy cái chuyện này á, thì nó cũng hơi là nó xa vời, nhưng mà anh chia sẻ cho chúng ta xem thêm những cái khía cạnh trong cuộc sống nó có nhiều cái điều thú vị, cũng như là cái lý tưởng chúng ta ha, lý tưởng sống chúng ta nó có cái điều gì đó nó vượt hơn hẳn con người chúng ta, để chúng ta biết được cái nào hay, chúng ta học hỏi thêm và chúng ta nhìn cái điều hay đó để mà chúng ta khiêm tốn, thấy mình nhỏ bé lại. Đó là trước đây em cũng chia sẻ cái việc mà về cái người ngoài hành tinh cũng như là UFO này kia, thì vấn đề đó là may mắn á, may mắn là em 2011 2012 gì đó, 2011 là em đọc cái quyển là bí ẩn về người ngoài hành tinh, không biết là nhớ tới độ chính xác hay không, mà nôm na là giống 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 như vậy. Thì em gặp rất là nhiều câu chuyện nói về người ngoài hành tinh, đến nỗi mà em bị lạm luôn á nha, em bị lạm giống như là em cuồng luôn á, em dạng dạng lúc đó là hơi bị cuồng rồi đó. Tại sao em cuồng? Tại vì em thấy cái thực tế mà họ chứng minh, những cái câu văn lời nói của họ là thuyết phục em, cũng như là thời đó là em đã biết tra Google rồi, thành ra là em cũng có tìm những cái tư liệu ở trên mạng đó, là em thấy nó cũng có phần chính xác, thành ra là em giống như là bị cuồng về cái người ngoài hành tinh cũng như là UFO đó. Thì thành ra có một lần em nhờ bạn em hỏi 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 tổng đài, bây giờ tổng đài gì cũng biết đúng không, giờ em hỏi giùm anh đi, anh ngại khó nói đó, em hỏi tổng đài, hỏi chị tổng đài UFO người ngoài hành tinh có thiệt hay không đó. Thì mới đầu gọi 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 nghe 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 cuộc gọi gọi đổ chuông rồi bắt máy rồi, mà bạn em thì cũng ngại, thành ra thôi để em thôi nói luôn cho rồi đó. Thì cũng hỏi cái chị đó cũng cười, chị nó cũng nói có trong phim thôi, thì có nghĩa là trong cái khoảng thời điểm đó, cái thời gian đó cách đây cũng gần 10 năm rồi, đâu có ít đâu, thành ra là cái trình độ về kiến thức cũng như là cái tư liệu
của chúng ta nó bị khép kín, do chúng ta chưa có mở rộng hợp tác cho quan hệ rộng mở với nhiều nước, cũng như là cái việc mà chúng ta trải nghiệm trên cái mạng xã hội nó hơi bị ít, chúng ta tìm tư liệu này kia nó ít, nó thành ra cái việc phổ biến nó chưa có rộng, mà thực chất là nó có rất là lâu rồi đó. Hồi mà em mới biết dùng máy tính đó, em có xem qua cái bản đồ Google Maps á, bản đồ mà offline á, cũng nghiên cứu em tải về em xem đó, em xem cái hình trái đất nó xoay xoay rồi zoom xa zoom gần, nhìn đủ thứ các chỗ, nhìn đủ các nước, nói chung là nhìn nó cách nếu mà xa so với cái cự ly thì em đoán nhớ không nhầm là 200 250 m gì ở trên cao nhìn xuống, thành ra là không có nhìn thực sự quá rõ nhưng mà cũng đủ thấy được cái căn nhà chúng ta, cũng như là cái cây cối này kia, cũng như là cái chỗ em đang quay video này đó. Nếu mình tra trên Google Maps là em nhìn được thấy cái nhà của em nó có bé xíu rồi, nó bằng hạt đậu hay gì, nếu mà zoom xa nó nhìn nó rất là nhỏ, zoom gần thì nó cũng tầm ngón tay em thôi, zoom gần thì nó tầm ngón tay, bự hơn ngón tay xíu. Thì đó, thì cái bản đồ thì người ta làm cái phần mềm thì nó cũng có cái công sức bỏ ra rồi, cái việc mà xây dựng nó được cũng vất vả, thành ra là người ta free thì nó sẽ có giới hạn. Thì em cũng có tìm hiểu thêm về cái ví dụ bản đồ trả phí thì như thế nào, hồi đó là em cứu là 300 mấy đô, bây giờ không biết nhiêu rồi. Thì chúng ta sẽ zoom được gần hơn, hình như là theo em tìm hiểu không biết chính xác không nha, là chúng ta có thể coi được trực tiếp luôn, có nghĩa là cái bản đồ chúng ta xem nếu mà chúng ta trả phí, thành ra là có những doanh nghiệp lớn thì người ta mới đầu tư được cái khoản đó, chứ ví dụ người bình thường ít ai mà bỏ tiền ra để mà dùng cái đó, nó hơi cũng chi phí cao, nhu cầu nó không có nữa đó. Thì chúng ta xem được trực tiếp và cái vệ tinh nó quét xuống cái mặt đất chúng ta, nó quét nó xem được trực tiếp luôn, thành ra là chúng ta thấy rất là rõ những cái gì nó đang hoạt động. Thì như các anh em chị em thấy trong cái mấy cái bộ phim mà bắt cướp của hành động Mỹ nước ngoài này kia họ hay quay đó, mà cái vụ mà chụp cái vệ tinh từ xa ở trên chụp xuống thấy cái xe chạy 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 này kia đó, thì nó là cũng là một cái hệ thống phần mềm nó dựa trên cái bản đồ vệ tinh, nó dựa trên cái vệ tinh ở trên không gian đó, thì nó sẽ cho chúng ta thấy được những hình ảnh rõ nhất và sắc nét nhất. Mà thấy cũng hay ha, cái cách xa cũng mấy mấy chục hay mấy ngàn đó. Em nói thì sợ nó không chính xác, nói chung là rất là xa, tính theo là tính theo xa đi chứ bây giờ nói chục chất quá cũng không chừng, tùy theo cái quỹ đạo của cái vệ tinh đó, nó bay, và tùy theo cái mục đích của chúng ta bắn cái vệ tinh lên đó là dùng mục đích nào, mà cái quỹ đạo nó cho phép nó nằm ở cái vị trí đó theo cái tốc độ cũng như là cái việc mà chúng ta bắn lên phục vụ cái nhu cầu của chúng ta nữa, thành ra là tùy theo cái vệ tinh nó có mục đích nó làm cái gì, nhiệm vụ nó làm cái gì, mà con người chúng ta bắn lên ở cái quỹ đạo nào đó nhất định để cho nó quan sát rõ hơn, chứ không phải là nó ở trên không gian là nó ở xa xa, thì là xa cũng không chắc các anh chị em mình nha. Thì đó em nói sơ sơ về cái sự hiểu biết của em để cho mọi người hình dung ra về cái vệ tinh nó hơi 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 dễ xíu, chứ thực chất em cũng không hiểu nhiều đâu, hiểu nôm nôm na thôi. Thì nghiên cứu về vệ tinh đó, thì thấy nó có nhiều cái hay, rồi cũng như là chúng ta tìm hiểu về cái việc mà cái hoạt động cũng như là cái vũ trụ ha, nói này nó hơi cao siêu xíu nhưng mà theo cái tư duy của em thì em nghĩ nó cũng hơi hơi sao, nó cũng hơi 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 ngông một xíu, mà em cũng suy đoán thôi, suy đoán chứ không dám chắc chắn tuyệt đối 100% là chính xác. Thì em mới có một lần viết bài, em cũng suy ngẫm từ cái bài của thầy em, sư phụ em suy ngẫm ra cái điều đó là nếu mà cái ác nó không thể biến mất đi, nó tồn tại mãi, vậy thì điều gì để chúng ta chứng minh được nó là tồn tại mãi được? Đó, em mới đặt ra câu hỏi.
cái gì chứng minh cái ác nó tồn tại mãi ta? Em mới tìm ra cái câu hỏi làm sao để chúng ta chứng minh được cái ác nó tồn tại mãi, rồi làm sao chúng ta chứng minh được cái sự sống nó là vô biên đó. Thành ra là em mới suy nghĩ suy ngẫm, em suy ngẫm suy nghĩ hoài luôn, thì em mới phát hiện ra một điều, em tìm về cái nguồn gốc của sự hình thành của vũ trụ. Thì nó ban đầu nó chỉ là vật chất là như thế nào thì các anh chị em vui lòng, cô bác vui lòng xem tìm hiểu thêm về cái vật chất nha. Vật chất nó gồm ví dụ oxy, nitơ, hydro, nói chung là mấy cái không khí, mấy cái khí này kia đó, nó cũng là một dạng vật chất, nó cũng là một dạng vật chất. Hạt bụi chúng ta, hoặc là trong cái buổi sáng sớm chúng ta quét nhà, hay là chúng ta phủi tay áo mà trong cái làn nắng á, nắng sáng á, chúng ta thấy những cái hạt bụi nó bay 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 trong cái không gian không trung đó, thì chúng ta thấy những cái hạt bụi li ti rất rất là nhỏ mà mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy được đó. Đó nó cũng là một dạng vật chất, nó cái dạng vật chất đó đó nó sẽ có những cái con vi khuẩn, có những cái con vi khuẩn rất là nhỏ mà chúng ta mắt thường không thể nhìn thấy được đó. Thì cái dạng vật chất đó nó sẽ thường là nó sẽ kèm theo những cái con vi khuẩn, mà cái vật chất khi mà nó có thì tất nhiên đó là vi khuẩn nó sẽ có. Còn cái dạng mà ví dụ giống như nếu mà nói vậy đó thì sao? Ủa vậy thì cái mặt trời đó, nó nóng chảy 1 triệu độ không ta? Tại cho hình như chắc anh nhớ 1 triệu độ, cả triệu hơn triệu độ, mấy triệu độ hay sao? Đó, vậy thì nóng như vậy đó, vật chất đó, thì nó có, nhưng mà vi khuẩn nó đâu có. Vi khuẩn nào mà sống sống được ở nhiệt độ đó? Thì em đang nghĩ nha, chứ không phải em nghĩ rồi, em đang nghĩ, giờ nghĩ nghĩ tiếp à. Vậy thì cái mặt trời đó nó có tồn tại mãi không? Chắc chắn điều là không, chắc chắn một điều là không tồn tại mãi. Thì có một khoảng thời gian nào đó mình không biết trước được, nhưng mà các nhà khoa học cũng đã dự tính trước rồi, thì cái sự sống, cái sự sinh tồn của mặt trời đó, nó hoạt động trong bao lâu nữa, thì đó nó cũng có một cái khoảng thời gian nhắm chừng ước lượng để chúng ta biết được cái sự tồn tại của mặt trời á nó sẽ còn bao lâu. Thì khi mà nó không còn được hoạt động như bình thường nữa thì nó ở dạng nào, nó biến mất luôn, hay là nó như thế nào, hay là nó trở về những cái dạng thường giống như là cái hành tinh chết như sao đỏ, sao hỏa chẳng hạn đó, hay là mặt trăng. Thì những cái hành tinh nó cũng có, nó cũng có là nội vật chất, nhưng mà cái sự sống nó chưa được tìm ra, có những cái mà chúng ta chưa đủ cái công cụ cũng như là cái cơ sở để chúng ta tìm ra. Thực sự chúng ta chỉ ước chừng, chúng ta dựa trên cái bề mặt của cái hành tinh đó, cái ngôi sao đó, để chúng ta ước chừng là chúng ta biết được trước đây cái sự hình thành như vậy, cái đường cong uốn lượn như vậy thì nó có sông hay không, nó có cái sự sống hay không, thì như thế nào đó thì các nhà khoa học họ thông thái, họ theo kinh nghiệm của họ nghiên cứu thì họ biết được. Còn em thì chỉ đóng mò thôi đó, thì cũng như tư liệu em tìm hiểu thì em cũng biết tới đó thôi. Nhưng mà thực chất á, khi mà vật chất nó còn tồn tại thì chắc chắn một điều á, khả năng á, là cái sự sống nó sẽ còn tồn tại. Mà sự sống nó còn tồn tại thì cái từ từ nó phát triển lên thành những cái tế bào, vi bào, phôi bào, rồi nó thành những cái động vật rất là nhỏ bé, rồi từ từ nó tiến hóa lên dần dần đó. Thì là cái sự sống hình thành bắt đầu từ vật chất, từ vật chất nó hình thành lên dần dần thành cái sự sống có cử động, có di chuyển, chứ không có như cái vật chất nó dạng trơ, nó giống như dạng chết, nó trơ như cây đá chúng ta nói vậy. Cây nói cây thì chưa đúng, nhưng nó đá thì có khả năng nó trơ như cây. Còn đá mà đá thiên thì khác nha, em nói chỉ đá là đá, đá giống như đá cuội, đá bình thường thôi. Mất công có anh chị em cô bác bắt lỗi em nữa là mệt em ạ. Rồi đó, thì có nhiều cái quan điểm cũng như là các nhà khoa học nghiên cứu, thì em nói thêm bữa nay em nói rõ thêm về cái vụ mà vòng tròn đồng ruộng trên những cái cánh đồng Anh, hoặc là những cái nước nước Úc, nước nào đó mà họ tìm thấy được những cái vòng tròn đó. Thì hôm nay sẵn nói em chia sẻ hết tâm huyết luôn, trước nay cũng muốn nói lắm nhưng mà không có dịp để nói, hôm nay nói nhiều, mong các anh chị em thông cảm nha, hôm nay nói nhiều nha.
có nhiều mới mới cạo gió xong đó mà rất là hứng nói cho em uống miếng nước một cái nha. Đó thì về cái vòng tròn đồng ruộng đó, thì em cũng nghiên cứu, thì cũng cái thời mà em xem cái quyển mà Bí ẩn người hành tinh đó, thì cũng có lắng nghe cái vòng tròn đồng ruộng đó rồi. Thì cái vòng tròn đồng ruộng đó khi mà em nhìn trên cái quyển Bí ẩn người hành tinh đó, là em thấy những cái vòng tròn rất là đẹp, sắc nét, có hoa văn, phải nói là họa sĩ vẽ còn khó, nói chi là cái người bình thường. Tại vì cái khi mà chúng ta tìm hiểu về cái nét vẽ của họa sĩ á, thì chúng ta không phải là bình thường là chúng ta vẽ một cái vòng tròn hay là những cái vòng tròn nó xứng, là những cái vòng tâm này kia là chúng ta vẽ bình thường là được. Tại vì nó có những cái quy tắc, nó có những quy tắc, ví dụ chúng ta gạch chéo ngang đây đó, thì cái tâm ở giữa này nè nó phải đúng ở vị trí này thì nó mới vẽ ra được cái hình như vậy. Còn không á, chỉ cần lệch xíu thôi là chúng ta ra một cái hình khác, hoặc nó bị móp méo, nó không có đối xứng hay nó cân đối được, nhìn nó rất là xấu. Mà đối với cái vòng tròn đồng ruộng á, khi mà ở trên cao mấy mấy trăm mét nhìn xuống á, giống như là người ta dùng cái drone á, người ta dùng cái máy bay không người lái, người ta quan sát nó nhìn nó rất là đẹp. Và ở trên cao nhìn xuống mà nó còn sắc sảo không thể nào tưởng tượng nổi, nó đẹp đến mức độ đó, chẳng khác nào là một bức tranh của người họa sĩ vẽ. Mà thực sự mà nói, nếu mà cái sức người chúng ta không thể nào làm được. Tại sao? Tại vì á, cái vòng tròn nó chỉ xuất hiện trong có một đêm thôi, có nghĩa là đêm hôm nay cái người chủ ruộng đất đó, hoặc là cái người chủ cánh đồng đó, cái người chủ cái phần ngô khoai sắn gì đó, tùy theo cái người đó trồng trên cánh đồng ruộng đó, nó hiển thị như thế nào đó. Thì bữa nay cái người đó họ đi canh tác, họ đi xem, quan sát cái đồng ruộng của họ, họ không thấy, nhưng mà qua hôm sau họ sẽ thấy và bất ngờ họ mới báo. Thì nhiều cái trường hợp như vậy báo lên chính phủ, cũng như là được ém đi, rồi nói một cái nguyên nhân nào đó đại loại giống như là phớt lờ qua. Nhưng mà thực chất cái việc gì á, thì chúng ta phải giấu, nhưng mà cái việc đó nó công khai quá, nó rất là rõ, thành ra không thể nào giấu được. Có những chuyện rất là bí ẩn trong cuộc sống chúng ta mà chúng ta khó mà phân tích lý giải, thì nó giống như cái việc cái đồng tròn đồng ruộng đó. Thì qua nhiều năm mà các nhà khoa học họ nghiên cứu, họ quan sát, thì họ mới thấy rõ cái một điều á, thì cái việc mà đồng tròn đồng ruộng nó xảy ra nó rất là hay, là cái cánh đồng á, khi mà được một vật thể nào đó mình không biết, mình nói vật thể lạ đi ha, nó UFO đi cũng được, tạo ra cái hình thù như vậy. Nhưng mà những giống như những cái lúa, cái ngô á, nó bị đè rạp xuống, mà nó không chết, nó vẫn phát triển bình thường, nó vẫn phát triển bình thường. Các anh em, chị em, cô bác mình xem thêm cái phần mà nội dung em chia sẻ bài viết, tại vì nhiều cái hay quá em nhớ không hết, chia sẻ một lúc nhiều kiến thức quá không thể nào tập hợp lại hết được. Cho là em nói, theo cái gì em biết, cũng như trong đầu em nó bộc phát, em đẩy 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 ra, chứ em không có soạn sẵn cái văn bản này kia, thành ra là không thể nào mà em nói chia sẻ được đó. Thì cái việc mà cái cây á, nó bị đổ rạp xuống mà nó vẫn phát triển bình thường, nó vẫn ra hoa kết trái trổ bông đó, cái đó mới là khó. Cái khó, cái công nghệ của cái thế giới là chưa có nước nào làm được. Và khi mà cái cánh đồng, cánh ruộng đó, ví dụ cái lúa đi, cái lúa cây khoai mì đó mà được thu hoạch rồi, thì qua những cái đợt vụ mùa sau á, những cái vùng mà được vẽ trên những cái đồng ruộng đó đó, nó phát triển rất là tốt. Có nghĩa là cái hình vẽ đó ở vị trí nào thì cái nơi đó mà trồng lên những cái cây khác á, là nó cũng phát triển rất là tốt đó. Thì cái đó là cái nhà khoa học họ chưa đủ trình độ để họ nghiên cứu cái vấn đề này, tại vì cái nó vượt quá giới hạn con người chúng ta. Thì khi mà chúng ta tìm hiểu như vậy, chúng ta biết được một điều, thì cái sức người nó có giới hạn, không phải là chúng ta là người giỏi nhất, không phải chúng ta là động vật mà duy nhất trên cái thế giới cũng như cái vũ trụ này đó. Thì chúng ta mới biết được một điều là chúng ta nên khiêm tốn trở lại, chúng ta đừng nên vì một phút nông nổi hay làm những cái điều gì mà nó tổn hại nhau, hay là chúng ta cảm thấy mình giỏi rồi, hay là mình cảm thấy mình vĩ đại rồi, là mình giỏi hết, là mình trên hết, là mình hay hết, nó không phải. Chúng ta còn có những cái điều bí ẩn, cũng như là chúng ta không thể nào mà biết hết được đó. Thì cái việc mà cái vòng tròn đồng ruộng đó,
được nhiều người biết đến như vậy thì cái nhà khoa học họ sưu tầm rất là nhiều mấy chục ngàn cái hình thù như vậy, thì từ trải dài từ hồi xưa tới nay luôn, hồi xưa tới nay mà cụ thể năm nào thì em không nhớ chính xác, nhưng mà từ thời chiến tranh thì Pháp đã có rồi đó, là ở nước ngoài là đã có xuất hiện rồi. Mà em cái này em đóng bóng ngò nó đóng cho vui nha, chứ không có ý gì khác, thì cũng như là góp phần trong câu chuyện cho nó được thú vị đó mà, phải không quý vị đó. Thì cái việc mà em đoán á, là em tìm hiểu cái bài viết đó xong rồi cái em mới nghĩ ra cái thời chiến của Việt Nam năm 1975 sắp sắp giải phóng, thì trước trước mấy năm đó là đã có những cái vòng tròn đồng ruộng nó xuất hiện và nó có những cái hình thù như thế nào đó, nó biểu hiện như thế nào đó. Thì cái này là hy vọng là các anh chị em cô bác là người ta nghiên cứu về cái khoảng này, có nghĩa là trước khi mà đất nước ta giải phóng thì cái việc mà xuất hiện những cái đó nó có biểu hiện gì, nó liên quan tới cái đất nước Việt Nam chúng ta hay không, tại sao nó lại có cái những cái dịp mà nó ra đúng lúc như vậy, nó xuất hiện đúng lúc như vậy đó. Thì nói như vậy có liên kết tới Việt Nam thì mới nói thêm cái bà Vanga nhà tiên tri nổi tiếng thế giới, thì chắc nhiều người, nhiều anh em, nhiều bạn cũng biết rồi. Thì khi mà trước khi bà mất cái ngày cuối cùng bà có nhắc tới một chuyện đó, là bà thấy được cái người con gái của nước Việt Nam. Mà cái câu chuyện này em không biết là mạng tăng tung tin hay là sự thật về bà, tại vì thực chất rất nhiều nhiều cái tình tiết, nhiều cái vụ việc đó, nói về bà Vanga, nhưng mà không biết rõ là cái câu nói đó có phải là do bà nói lên hay không, lịch sử để lại hay không, hay là do những cái người họ muốn câu like câu view, họ giật tít lên để cho nhiều người chú ý. Cái đó thì em không không rõ hơn chắc, nếu mà thực sự có được cái câu chuyện đó thì em nghĩ là cũng là một cái điều mà gì đó là quan trọng đối với đất nước chúng ta. Tại vì một cái người mà quan trọng họ có nhắc tới cái Việt Nam chúng ta, là chúng ta biết được một điều đó là cái việc của chúng ta, cái sự hiện diện của đất nước chúng ta là nó có cái tầm ảnh hưởng trên thế giới là như thế nào. Thì đó, thì sau cái sự kiện mà như giải phóng ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì các anh em cũng đã biết rồi, thì cái việc mà chúng ta giải phóng là toàn vẹn lãnh thổ đất nước, cũng như là những cái việc mà ngàn năm nô hội nhập Tàu, trăm năm nô hội nhập Tây, em không biết là chính xác hay không, cụ thể con số nó chính xác hay không, thì em chỉ cũng nói theo lịch sử gì thôi, mà không biết là chuẩn hay không, có gì các anh em chị em cô bác thông cảm bỏ qua nha. Thì nói nhiều kiến thức quá thành ra là em cũng không biết là thực sự là chuẩn hay không nữa, nhưng mà nói chung là tâm sự, mà cái video là video tâm sự, em nói thì nói chia sẻ cho vui thôi. Thì hy vọng là qua cái video này á, thì để em coi còn cái gì để nói nữa không ta. Cái việc mà nuốt địa long thì cái video sau á, em nếu mà có điều kiện á, là em sẽ quay cái video mà em nuốt địa long nha, dung đất, em nuốt sống á, thì em trình diễn biểu diễn thêm, nói chung là đã xem video đi sẽ biết. Hy vọng là sẽ có video đó, cũng như là đủ cái dịp, cái thời gian, cũng như là cái yếu tố mà nó khách quan để cho em làm được cái video đó. Rồi chia sẻ luôn các anh chị em cô bác luôn, thì nhiều cái video rồi, có những cái video mà em hứa làm này làm kia, thực chất là lời hứa thì có làm chứ không phải là không làm, nhưng mà chưa có up thôi, chưa có đăng thôi. Ví dụ em hứa về cái việc mà làm cái video mà test nhiều cái máy máy tính với nhau, chế độ bút là bút UFI, bút Legacy, bút ổ cứng, nói cái video đó em làm rồi xong rồi chứ không phải chưa, nhưng mà chưa up thôi, tại vì nó hai ba cái bốn cái video đó phải ghép lại rồi cắt chỉnh sửa, nhưng mà cái máy của em á coi ba thế hệ ba, thành ra là làm video nó rất là khó, thành ra là em lười nữa. Em cũng đợi, em mong là đợi có dịp nào đó nâng cấp máy hoặc là đủ điều kiện thì em sẽ up. Nói chung là nhiều lắm, nhưng mà em cũng sẽ có một cái doanh sâu nhỏ nhỏ khi mà em có được cái vốn YouTube, cũng như là cái tiền mang lại, tiền quảng cáo mang lại. Và cũng báo luôn các anh chị em cô bác đó là thời gian gần nhất là em sẽ bật kiếm tiền lại nha, tại vì rất mong các anh chị cô bác đó, ủng hộ em đó, làm hồi xưa tới giờ luôn đó. Hồi xưa tới giờ mới nói ủng hộ chứ giờ ít lắm. Khi các anh chị cô bác á, mà để ý em mới nói á, ít khi nào mở miệng mà
em mong các anh chị em cô bác ủng hộ em nha, like share subscribe này kia nha, ít lắm, hiếm lắm, hiếm lắm, hiếm, em ít nằm mở miệng nói lắm. Mà thực chất là cái gì cũng vậy, chúng ta làm nó đầu tư bỏ thời gian công sức ra nó cũng mất chiếm rất là nhiều thời gian. Nếu mà nói thật đó, em nói thật luôn nha, nếu mà cho em đã đi kiếm tiền em làm á, để kiếm tiền bảo đảm làm nhiều hơn YouTube. YouTube làm có nhiêu đâu, YouTube mình làm á là mình phải có ý tưởng nè, rồi phải có đội ngũ nè, đó, đội ngũ đi theo để quay phim dàn dựng, như là phụ mình làm những cái lặt vặt linh tinh. Có những cái giống như cái video này em đang quay nè, là em ngồi em chỉnh camera thôi là nhanh lắm mà cũng 5 phút rồi, là em chọn cái chế độ quay thôi, em chủ yếu là em quay cơ thể, rồi em quay cái vị trí góc này kia đó, là nó là cũng cũng đã mất thời gian rồi. Nó nói chung là làm video đó, nó mất nhiều thời gian lắm. Nói chung là những cái video bình thường thôi em đăng lên, nếu mà anh lên đăng em biết cái tựa không á, thì nó đơn giản quá, thành ra nếu mà ấy thì em sẽ chia sẻ thêm với anh chị em con bé thêm về cái phần video một xíu, tại vì lỡ nói chuyện em nói chuyện luôn không biết là lố 33 phút chưa ta, sợ hết thời gian quay nữa rồi đó. Thì á là chúng ta up video lên rồi là đặt cái tên, đặt cái tựa là một chuyện nè, rồi chúng ta đặt cái tag là cái chữ thăng anh chị em mình nha, đó cái chữ thăng hoặc là chữ a cộng, nói chung là cái tag cái từ đặc biệt, ký tự đặc biệt chứ không có bắt buộc là chữ thăng chữ a cộng để làm chi biết không. Các anh chị em á, để ý á, là khi mà chúng ta đặt ký tự đặc biệt á, thì chúng ta click click vào ký tự đặc biệt đó, hoặc là chúng ta tìm từ khóa của cái ký tự đặc biệt kèm theo cái tên. Em ví dụ cái chữ a cộng đi, a cộng quý vị đó, a cộng quý vị, thì khi mà các anh chị em cô bác quý vị gõ trên cái công cụ tìm kiếm, cái phần tìm kiếm của YouTube á, gõ vô chữ a cộng quý vị là nó sẽ ra kết quả đó, nó nên nói là như vậy, nó năm nay là như vậy. YouTube thì nó cũng có cái hay nữa, trước em cũng chia sẻ rồi đó, là người ta có cái đường link đó, có đường link dán vô là người ta ra được cái video gốc đó luôn, thì nó cũng nói chung là tính năng nó cũng hay. Ngoài cái việc chúng ta tìm cái từ khóa tên tiêu đề á, thì nó hơi hơi chậm và nó hơi khó tùy theo cái kênh lớn của cái video đó, nhiều người xem người chia sẻ thì chúng ta tìm mới dễ ra, còn không thì chúng ta phải có tốt nhất là copy nguyên cái link của video hiện tại tìm ra thì nó lẹ chính xác 100%. Thì tất nhiên là nó cũng có những cái video phụ kèm theo đó, nhưng mà chúng ta nhìn vào cái hình nền của icon video thì chúng ta nhìn thêm cái đoạn ngắn mà nó hiển thị cái tiêu đề video, chúng ta biết được chúng ta chọn được cái video chính xác hơn. Thì đó thì không biết là cái này thì nói chung là những cái video khác về cách chia sẻ cách kiếm tiền trên YouTube thì em sẽ chia sẻ thêm, thì cũng như là cái việc mà làm YouTube đó thì như thế nào thì em cũng chia sẻ rồi, cũng có nhiều cái cũng chia sẻ rồi, thì cũng không có cái gì quá là mới mẻ, cũng cũng nhiều anh em chị em giống như là bạn Trần Sĩ Tâm đó, bạn cũng chia sẻ rất là nhiệt tình cái vấn đề YouTube đó. Thì đó thì anh thấy có nhiều cái hay cũng cần học hỏi, thì qua cái video này á, thì hy vọng là các anh chị em cô bác á, là qua những gì em thiếu sót thì mong các anh chị em cô bác bỏ qua, cũng như là những cái lời hứa nào em chưa hứa được thì tất nhiên là tương lai em sẽ làm, và mong á, em sẽ có những cái video cũng như là cái gì cái gợi ý thôi, em nói trong cái video này cũng đi gợi ý á, là em sẽ làm những cái game show nhỏ nha, trong tương lai á. Trong tương lai là em sẽ làm những cái game show nhỏ, là em tập hành những cái video nào mà trong video đó em có những cái lời hứa nào mà chưa làm, thì nói chung là phải đối chứng, có chứng những cái video nào mà em đã làm rồi, trong lời hứa của cái video đó em đã nói nhưng mà chưa có cái liên kết, cũng như là trong một video em có những cái liên kết qua cái video mà em hứa ngay cái đoạn mà em nói, hoặc là ở dưới phần mô tả của video là em có chèn những cái video mà em đã hứa trong cái lời nói video em đang quay đó đó. Thì nếu mà có rồi thì thôi, còn nếu mà chưa có thì các anh chị em cô bác mấy em nào mà chúng ta rảnh rỗi thì chúng ta có thời gian chúng ta xem được cái những cái video nào, nghe được những cái lời em hứa trong cái những video đó mà tìm ra được chỉ rõ, cũng như là copy cái link đó là cho em gửi cho em qua Messenger, cũng như là cái nói rõ về cái thời điểm video và cái nội dung ngắn gọn là em hứa cái gì, thì em sẽ có những cái quê hồng nhất định. Nói chung là khoảng trên 10.000 đồng, có thể là 20-30.000 đồng trong một cái video, tùy vào
cái nội dung quan trọng hay không, cũng như là cái việc đó em nói rồi hay chưa, hay là cái bạn đó có nhiệt tình hay không, thì em sẽ chi những cái khoản hoa quê hồng ở mức nào đó nó ổn định để giúp cho các bạn, cũng như là tạo điều kiện cho em thực hiện lời hứa, và cũng như là cho các bạn cũng như là có cái cơ hội để chúng ta kiếm thêm cái thu nhập nhỏ nhỏ thôi, tại vì cái kênh em nó không có lớn, cho nên em không kiếm tiền nhiều, thành ra là em vì lời hứa của mình giống như là em bỏ ra những cái đầu tư cho bản thân mình để em đầu tư cho tương lai cho mình, cũng như là cái đầu tư cho cái việc phát triển của em sau này. Rồi, xin chân thành cảm ơn các anh chị em cô bác đã theo dõi cũng như là nghe em nói lẩm nhẩm nãy giờ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị em cô bác trong những video lần sau, xin ủng hộ em nha. Bye bye.